Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may dập đầm baby doll nữ mã R500. Các bạn có thể mua dập tại Shopee, Thu Hiền 21 hoặc fanpage tiệm may nhỏ. Đầu tiên, chúng ta hãy cắt hết các chi tiết của dập ra. Xác định đường biên vải. Gập đôi mảnh vải lại. Khi đặt dập, các bạn chú ý đặt sao cho đường canh sợi sẽ song song với phần biên vải. Ủi gập đôi phần nẹp cửa tay. Tiếp tục ủi gập đường may từ hai phía. May hai đường chỉ thơ song song để rút nhún phần cửa tay và cầu vai theo thông số đã ghi trên dập.
đánh dấu điểm may túi. Ráp thân trước và sau lại với nhau.
May cố định phần cổ của lớp lót và chính lại với nhau. Lưu ý, điểm giữa vai phải trùng khớp nhau. May cố định hai bên sườn lại với nhau. May hai đường chỉ thưa song song để rút nhún phần bèo váy tầng 2 bằng tầng 1. Thân trước và sau các bạn làm tương tự. Thank you.
phía cổ thân sau, các bạn làm dây thắt nút gài. Hoặc các bạn may một sợi chun nhỏ để nắm nút gài. May ráp phần tay và hai bên thân. Chú ý, các nét gạch đánh dấu trên tay sẽ trùng khớp với trên thân. Chúc các bạn sẽ may được những bộ đồ ưng ý.